thì nước Mỹ nó phải hòa bình rồi thì thế giới mới hòa bình theo. Bây giờ mình nhắm thêm vào mấy cái đầu sinh đu mở nó cái cây nó quay nè, nó quay mấy chục cái ghế bằng dầu thì cái cây đó nó phải vững. Hiện cái cây là kinh tế còn xìu xìu quá không, rồi xăng rồi quá không, rồi khí hậu tùm lum nè, rồi thêm nội bộ xáo trộn nữa thì thế giới nó cái cây mà nó nghiêng á thì nó quay mấy cái đồ thích chơi á cũng lắc lư đúng không. Thì nước Mỹ này nó dịch nhưng mà cơ bản á là nằm ở nước Việt, tăng lên là nước Việt, nhưng nước Việt sẽ được thanh bình trước khi thế giới thanh bình. Cái gì nói á, những nước mà gọi là độc tài nát nó sẽ từ từ rồi nó cũng đi theo ảnh. Khi mà cái đường gà xe lửa đầu tiên mà nó ăn khớp rồi thì cái ống to cái sao nó có chặt á, thì từ từ nó đi cũng nó cũng đi đúng lại. Cho nên cơ bản năm nay là năm con mèo nó khác hơn năm con gà. Cái gì nó có gì cầu thân dậu thiên lai kiếm thái bình, đến năm đinh dậu cơ trời hé lộ, hết đinh râu cũng hết đinh đao quy bổ gì kia. Năm đinh dậu cũng là gà đúng không, nhưng mà gà nó hút rồi là do mình thắt. Bây giờ mình thấy năm đinh mão đi thì mình mão hả, này đinh mão hả, năm đinh mão cơ trời hé lộ tức thầy xuất hiện, hết đinh đao quy bổ gì kim tức là trở lại. Đó, thì mình đừng có tính theo cái năm. Còn những cao đồ, thấp đồ, dí đồ của miền Tây á, họ muốn dịch thì tự nhiên họ thấy cái mặt hoạt cảnh xung quanh, hay là họ nghe ai trên mạng nói rồi họ làm theo, họ đọc theo đó. Cái đài này, mấy đài này nghe là đài thiệt. Đài này á, nói mà chật á, là chỉ có nước là gì? Nội nóng chốt. Chứ không ai thì nội gì nè. Nhưng mà tự lên cái là ở bên trên đó cái kêu người ta nói Phật trời có gạt mình thì chỉ là làm lại những gì mấy cha nói thì cha nói, mà thường á bề trên thường thì họp cái chuyện hoài nè. Thì vì theo cái câu mà người hỏi lại mà hỏi khó quá cái gì cũng không thèm trả lời nữa, để cha chỉ cho nói một cái hướng vậy thôi, chứ cha không có cho nói ngày gì cả. Thì Đức Thầy cũng kêu con cứ gì nói nhưng mà con cứ nói ngày thật. Tại ngày giờ đó là hội đồng chư Phật và cả triệu chư Phật ở trên trời là giống như Liên Hiệp Quốc, cha là giống như ông vua, là thượng đế của vũ trụ, cha là người quyết định cuối cùng, thì mình phải chừa 20% cho hội đồng chư Phật và thượng đế quyết định. Vậy chứ là cả nước Mỹ này, NATO hay là khỏi Á Châu nó cũng phải có cái ban mà gọi là hội đồng của nó, thì trên trời cũng có. Cho nên những tiên tri mình chỉ nói là 80% là quá nhiều rồi. Chứ còn mà khi mà người mà lì lợm với tự nhiên, hay là mấy người mà gọi là yêu bất hồ nặng quá, hay là bị nhồi sọ nặng quá, họ nghe họ không bao giờ chấp nhận được. Chứ lại căn thanh của chuyện nó có điển thanh trong đó, con cháu mà bị nghe họ không bao giờ là chịu nổi. Nó cũng y như là con ma mà bị nhập và bị mấy chuyện gì vậy đó, dễ là thành để các anh thanh của chuyện nó ngộ đó. Mấy cái người mà cái tâm ác á, họ không có chịu nổi. Các anh thanh không phải em anh thanh bình thường thì nó điểm cái nào nổ là nổ, cái nào không có nổ kìa để điểm thì cũng chưa từng nổ rồi họ có mà bây giờ pháo sẽ nổ. Tại nó làm vậy là ai là người quyết định chứ? Cha mẹ mới như là quyết chức, cái thầy quyết chị quyết, đâu có chuyện đó. Mà mấy chị còn là khen không ạ? Chị nói tôi là khiêm tốn lắm rồi đó. Mấy chị cho lộn ra con lại trên con cứ nói con kia, con là luôn chị con cứ nói, nhưng mà chị đâu có nhét nói đâu. Chị chỉ nói nhét nhét thôi. Đây không nói không có độ được á. Con người thời nay nó có cái liền rồi. Mình để cái mà cái đèn đó đèn đỏ, chạy nữa mình chạy như đèn đỏ. Như đèn đỏ luôn. Cái đèn nó làm chi mà nó mém mém mà nó sợ. Cái xanh kỳ này nó lì như vậy. Mà khi mà lên trên đây là việc lượng lại là khi tốt đó. Nó sẽ sơ rồi. Rồi người này lấy cái công chuyện đó, cái này kia giờ khác rồi. Thì thành ra thì cũng đón rồi. Nhưng mà cái thực tế, mỗi cá nhân, mỗi
mọi người trên thế giới phải hiểu là có cái đặc biệt chỉ biết vậy thôi, để đồng thời mang cái sự vui vẻ, an bình, hạnh phúc cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân vượt qua được 3-4 năm Covid này, vượt qua được những cái thời loạn lạc và thiên tai đấu đá này, những điều báo động chứ. Người mà khôn á là điều là có cái sự vui vẻ hồn. Bữa nay ông nói đi mua thuốc men dự trữ, mua gạo thì tôi mua gạo, nhưng mà 3 tháng sau gạo nó sắp sửa mất thì mình xử lý nó đi, mình mua tiếp, chứ không phải là mình để vài cái chờ màu đó chờ gạo mất rồi cái đó người ta không thấy gì hết. Chuyện đó phải vậy, người ta đã báo là có. Mà hôm nay chị nói là đang Việt Nam đang xảy ra đó, chứ mình nói là Việt Nam đang đi vào ngõ cụt và từ từ nó đi vào ngõ cụt, tức là 4 cái núi mà ép lại là không còn đường để đi nữa. Vậy lúc đó Phật Thánh Tiên sẽ xuất hiện. Chúng ta mua vé máy bay, mua vé máy bay tao luôn. Dễ cười. Đây 400 cái còng nữa, còng tắt. Đang tới nổi đâu. Đúng không? Mình có sự phụ đi theo không được. Lâu anh kia biết ra hồi nãy anh nói về cái vụ mà cái bà phó tổng thống và ông tổng thống có chuyện gì xảy ra, bà lên làm tổng thống thì tôi mới coi cái clip hồi tối qua, tôi không có hỏi thầy rồi, tôi bảo chứ thầy kia nếu mà ông tổng thống mà ông có chuyện gì xảy ra với bà phó tổng thống có lên tổng thống hay không, thầy trả lời lại với tôi là đương nhiên chắc phải Mỹ thì phải lên làm tổng thống thôi. Đấy không dám đâu, em còn phải học bài. Tôi nói trong cái clip đó đó nha, mà tôi cũng chẳng biết tôi là ai đó, tôi hỏi đại đó. Cái chuyện mà ông Trump á thì nó nói hay không mà mấy gì cũng không có nói, mà mấy gì thì chỉ biết từ đầu ổng là thuộc làm việc cho cha. Những người làm việc cho thượng đế thường thường khổ lắm, thì cuộc đời của kiền sẽ sống ngoài vỉa hè. Tới ngày hôm nay ông Trump á tỷ phú nhưng mà ổng đâu có sướng gì đâu, ông bị hạch tội đủ thứ đúng không? Những người làm việc cái bề trên ai cũng phải khổ, khổ mới làm được. Tức là cái phim đó mà nó action chừng nào á, nó khổ chừng nào á, phim nó hay đúng không? Nhưng mà nó trả hơi cho ông già là thầy từng cái ông khổ đó. Khổ hoài thế này. Cái gì mới nói đó. Hồi xưa trên trời á, con năng động lắm, con là người xin thuốc hay là xin thuốc để mà cứu chúng sanh, chứ không á, cái đất á, mình bị hụt sổ rồi. Thì hôm nay gác làm, tức là mình con kia thì phải làm cho đúng, chứ nó không cái giá đất này giống như cái thời ra nó soi rồi. Cái này nè, bây giờ mình tưởng tượng cái bom nguyên tử mà của Nhật á, Hiroshima, Kawasaki á, thời đó nó yếu hơn thời nay gấp ngàn rồi. Mà thử giờ nó nổ hài quay tới đây mình cũng chết á. Chắc con trả là mình cũng chết á. Rồi nguyên cái bộ phim này nó ô nhiễm nhất có mấy chục năm ai đâu sao nào vậy. Thì lúc đó thì con người sinh ra thì hạn lợi. Nên rất nhiều á mình bị vô ích. Mà mình tránh được mấy cái đó, mấy cái hậu của ô nhiễm. Ở đám của ô nhiễm thì biết vậy. Cái trước á, mấy chư Phật ngồi trên trời á, cái năm đó thì gặp cái bàn thánh á, có như vậy là ok rồi. Khổng hào quang xuống, có cái hình chụp khổng hào quang xuống. Mà cứ rồi mà không có ai đổi đâu. Cha mà cứ là xong luôn á, không có ai đổi. Trang đầu kính thiên đã chiếu xuống trần. Ở lúc mà mẹ viết cái bài này á, lúc đó mẹ trên trời đúng không, cái mẹ nhìn xuống thấy con đang lên trên biển. Tại cái bài này kỳ canh á, lúc đó kỳ đang ở trên biển thì mẹ mới viết xuống cái bài này. Mà cái bài này á là tất cả hồn thiên thân núi làm theo cái bài này, tất cả vị thánh của thế giới luôn á làm cho cái bài này để mà xây chuyển cái thế đó. Cái bài này giống như là bài thánh chỉ, bài gan.
kính thiên đã chiếu xuống trần. Con ơi, hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giác cơ mở đạo khắp miền nước non. Cái câu này á, hồi xưa á, thì hỏi cái gì cái đây mười mấy năm, làm sao mà đi khắp miền nước non được? Một người mà muốn nổi tiếng á, là giàu cho tổng thống Mỹ gì đó, nó chỉ có mấy cái đài TV là một thời gian thôi. Thời đó nó chưa có Facebook, nó chưa có YouTube. Mà hồi xưa nó gì nó nói vậy luôn rồi đó. Bây giờ đi khắp miền nước non, một tiếng nói là cái live truyền đi khắp miền nước non đúng không? Cái cơ trời nói quá trời luôn. Cái bài này hồi cách đây 5-7 năm trước khi YouTube ra, trước khi Facebook ra, đọc cái câu đó rồi một mở tay luôn. Ủa sao mà nhiều người biết được? Sao bị khắp miền nước non? Bây giờ đi che là khắp miền nước non. Bây giờ ở những cái vùng quê, những vùng xa, coi clip mà đâu thì hội đồng lĩnh là nét vào coi một cái là đau lên suốt rồi cái người ta bỏ gì dưới TV, ta bỏ TV ta coi không ạ. Cho nên mỗi lần mình nói á, có mấy chục triệu người á, coi á, chứ không phải mà cái view ở trên mạng đâu. Nhãn cơm và đạo khắp miền nước non, kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bác ánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sao. Đó là bài thứ nhất. Đến năm 2017 á, cha với hội đồng chư Phật và tất cả các chư thiên chư Bồ Tát quy tụ về Thiên Long Sơn cái hàng vạn người. Lúc đó cha mặc áo lông bào màu đỏ nha, mấy chư Phật ngồi tòa sen đầy bầu trời Thiên Long Sơn. Thì bắt đầu kiểu người gì đó, người xuống trước mặt cha, thì cha mới ra cái bài kính thiêng số 2 để mà lập ra cái đạo. Tại cái đạo không phải một người phàm muốn nói hay lập ra được, nó phải có tất cả các vị vô hình chư thần, kể cả ma quỷ nữa, cả quỷ nữa, cả sa tăng nữa cũng phải ủng hộ đó. Rồi 36 tầng trời, hội đồng chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, tất cả đông 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 đông, rất là đông, tất cả các tầng trời đã gia hộ cái dấu hiệu thiên tâm. Cho nên dấu hiệu thiên tâm á, mà bây giờ ai mà đeo á, là đều có sự hồn nhiệm, là do mỗi một cái ông thần ở cái địa phương đó, để chư Phật ở địa phương đó, họ thấy cái dấu là họ gia hộ. Cái một người thường làm sao mà dám mở cái đạo? Thì trong lý hồng chí có giỏi á, không chỉ là giảng dân giảng cốt à, 200 triệu tín đồ, thì cho bà Vô Thượng Thư á, bà có giỏi 10 triệu tín đồ, nhưng cũng cái đạo không hay ai ra. Không phải là chuyện bình thường đâu đó. Thì lúc đó cha mới ban chiếu chỉ thứ hai. Mà bây giờ quý vị cứ cộng lại bao nhiêu câu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thì đúng 18 câu cộng lại là số 9. Hai cái bài thơ này nè, thì là thay đổi cái trái đất thì là do hai cái bài thơ này. Bài kính thiên số 2 nè, kính thiên là chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Ấy là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà ba năm, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì thái tử nghe ta, từ nay là giới chủ phải oai phong, không oai theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ân thượng hoàng. Đó là bài kính thiên số 2. Số 2 cả mà đó. Dạ, xe nó bỏ nhạc. Đúng rồi.
tại mình đi dời mình nói chuyện đạo đủ chỗ chỗ nào xưa mình trước mặt có mái che trên lầu nữa hoặc là ngồi có cây không à hoặc đâu có cái chuyện mà được trị ở đâu mái được chi ở đâu đó là mà nói là mỗi người đệ tử nhớ chữ được cái mỗi người lúc mà Phật nhập như đó là mỗi người phải ngồi nhắc lại ở lúc đó Phật nói gì Phật nói gì mình nhớ gì mẫu là mỗi người nhớ phút phút thì mình mới có đọc kinh ngày hôm nay còn giờ mấy học viên á ở mạnh nó còn thâu luôn nữa đừng có gì nói sai làm sai bởi vì khó sống với lời này Phật và thượng ban,
cùng các đạo thế gian thờ kính. Hợp Chúa Trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa. Vì bát nhã hợp bà ngữ trước, hợp thánh tiên lần lượt chém lên, độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lần giao thấp nghìn năm cứu đời. Đạo này sẽ lưu truyền được 3-4 năm cái chục nghìn năm sau. Không biết phải đạo này đạo một thiên âm á. Thì Đức Thầy có nói là nhân lần giao thấp nghìn năm cứu đời. Nay đã tạm với cơ chờ đợi, thời cơ sao pháp lệnh, thời cơ sao đón lệnh pháp truyền. Chà hoa giữ lấy tâm nguyện tiếp đời hành đạo đó là thiên tâm nhân tiếp tục nam mô bài thơ này của Đức Hạnh. Không phải như mà nhiều người nghĩ, Đức Thầy nhắn con từ năm 1943 đó tới giờ là không ai gặp Ngài, không ai tiếp xúc với Ngài, không dám. Cái hôm á kiểu chẳng biết gì, cũng là kỹ sư, là biết dịch bình thường. Tới ngày hôm nay có tiền rồi đi chơi hàng quay rồi vui nhộn đó, nhà hỏng á mình nó bắt đầu biết sợ, biết tu, biết thay đổi, rồi biết khổ là nấc thang cho bậc ăn nào hả, thì mình mới vượt qua được những cái khổ là nhờ thầy ở nhà. Từ ngày đầu, từ ngày đầu á cái bộ người đầu tiên mà thành lập cái đạo này đó là hai chị sư phụ. Lần đầu tiên mà có chiếu chỉ á là do chị đọc, nó được hành đọc là mẫu nói là tuân lệnh của Phật tổ Việt Nam là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là cũng là sư phụ kiệt, một tiền kiếp kiệt là đệ tử của Phật Hoàng, thì cũng giống như ngày hiện giờ là ngày Đức Thanh Từ đó. Thì lúc đó đó Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Phật Thầy là hai người cùng ra cái đạo Thiên Tâm. Và lâu nay chị không muốn nói về gì về Đức Phật Hoàng, nhưng mà ngày hiện giờ là quốc gia mình có Phật, đó là Phật Hoàng. Thì nếu mà nói nhiều nó sẽ đụng chạm bên Phật giáo nữa, tại họ cũng có cái đó nữa. Mà chỉ nói sơ sơ á là Đức Thầy thôi, là họ nói mình giống như muốn nổi tiếng mượn danh, làm sao nổi tiếng được, mượn danh cái gì. Nói lên đây là những năm đầu là bị chửi nhiều, có ai ham không? Nếu mà quý vị ở cái chỗ có chuyện quý vị có thích không? Thích lên đây nói bu quơ mà không ai hiểu hết, không ai muốn hết vậy đó. Nhưng mà cái nhiệm vụ thời đó làm cái gì mình phải làm thôi, cứ nhắm mắt là ở trên kia bao đi chết. Dạ không đi, biết sao giờ? Có một lần á, làm sai, cha xuống cha giận, con phải cấm phòng. Mà lúc đó cái từ Việt Nam mình còn không biết chữ cấm phòng là gì. Cấm phòng có nghĩa là ngạt tháo cái gì đó, ăn chay ngồi cấm phòng 3 tháng. Mình đang làm chủ mà nhập thất 3 tháng mà không có gặp ai hết, không điện thoại. Cái sau đó cái thất hộ hộ nó vô bàn thờ thất với mẹ. Cái vụ này đi nhắc của nó có 2-3 tuổi á. Con lại bà nội đi, lại ngày nào cũng lại cái mẹ tội nghiệp. Con coi được rồi, thì mẹ sinh cha rồi 3 ngày. Tại vì hai nhóc nhỏ nè, mà không làm á làm bây giờ nó còn nói đây không? Ghê lắm. Khó nữa. Đi sinh hoạt chứ trên á, nhóc cũng gì có một cái gia đình vậy. Nhưng mà bây giờ bữa kiệt á, mỗi phải giấy bài, mỗi điện thoại. Chứ khởi tâm cái là mẹ đứng cái bên thì đó là một câu chuyện của thời mạt pháp, chuyện lạ, chuyện của một người lạ, mình cứ coi là chuyện của một người lạ. Hiện giờ nè, cuộc đời của chị được nói lên 513 câu mà quyển số 1 á, ai mà làm cuộc phim á người đó sẽ giàu, cái gì nào, tỷ phú. Và cái mà đang có cũng bình thường mà cái gì vậy? Về cái cuốn sách này là ba lần. Ngày nào nghĩa in ra là một cuốn sách. Cuốn sách này mà những người mà hiểu cái gì tâm linh hay những người lì lợm, những chính trị gia mà
mà những cái nhà mà siêu vượt nó mà đọc Vinh Thư Tôn Cẩn rồi đó cũng không bằng cái này, là nó sẽ đảo lộn cái nhân sinh, cái tâm lý của người sống liền. Mà cuốn sách này cái gì không có cho ra những cái gì những lên mạng thì nói gần 3-4 năm nay 192 cái clip đều là đọc đọc lớn lớn mà nói mé mé thôi, mà nói chi tiết á, người con người người ta không có tưởng tượng được. Bây giờ mới ví dụ nha, bây giờ chị nói chuyện với ông nhà vợ là ông Long Phương á, ổng ở dưới nước á, nó có một cái thế giới cực kỳ đẹp, một thế giới mà bao nhiêu vàng bạc ngọc ngà châu báu kim cương hồng sòn nằm ở dưới nước không à, tại chúng ta là cũng chìm dưới nước. Quý vị cứ ra đây mà đã thì nó cũng rớt xuống đó không, mà dưới nó đầy quá nó mới lồi lên thành cái vỏ mình mới đào đúng không. Mà ông nói dưới nhiều nhỉ, xuống dưới lạnh dưới đi. Mà nếu mà Kiệt nói cái đó, cái thế giới này người ta tin không? Khó mà tin lắm. Ô, dưới nước làm gì người nhát là lạnh. Không nhát đó, tàu lạnh có người lạnh cao, thấp cao dưới là cũng 2000 feet là dữ đúng không? Mấy chiếc tàu mà nguyên tử của Mỹ giờ thế nó làm cái gì mà nó có chuyện mà lạnh tới mấy chục ngàn feet là dữ. Không có nói nổi. Rồi cái nào nhạc gia ổng lên, nhạc vợ ổng lên thôi. Trời ơi, cho nước Mỹ mẹ cha đi á, nói là nhập vụ đi á, thấy thành phố New York hay thành phố LA rồi nhà lầu đẹp. Ở dưới không có thành phố, tại cái thành phố sao điện nó đâu còn điện đâu. Mấy con cá, mấy con gì dưới á, nó toàn là điện thôi, nó lội là ánh sáng rực hết rồi. Rồi mấy cung nữ dưới á, cực kỳ đẹp. Tại ở bên Houston á, thì có cái thiên văn cung á, nó sát bờ sông thì mỗi lần mà nói chuyện và mấy tiên nữ ở dưới nước á, với mấy tướng dưới nước lên đầu á cũng ngồi nghe tiếng pháp nói chuyện, cái gì chuyện cái này không phải là nói chuyện cũng như là tiếng pháp cái gì đó. Thì tiên nữ cung lên ngồi nghe cái nữ này giỏi đi xem đó à, thì ở nước cái sinh hoạt của họ cũng như mình mà Mỹ nó đâu biết. Bây giờ mình cứ nghĩ Mỹ nó ở đây, mình tưởng là thế giới của mình là ngon à. Chứ có trời hoa mai, nó tin là có Chúa rồi, nó tin là có trời đúng không? Mà phải cõi nước, Mỹ nó không có tin đâu. Mà cõi nước ngầu nhất. Bởi vì tại sao có cõi nước? Cái trái đất này lịch sử nó hàng mấy trăm nghìn năm. Cứ mỗi vài chục năm á, con người của mình văng mình lên. Văng mình lên, cái bắt đầu phá hủy cái môi trường. Rồi cái bắt đầu cha chạy thần cả mới hủy diệt cái trái đất này, cho một con rồng khổng lồ ngoài không gian nó thả lửa, thả lửa thì cái trái đất mình chắc như hồng tiêu thôi, con rồng nó bự khổng lồ, nó đốt một cái là sạch sẽ hết. Thì những cái gì trên cái mặt đất của mình mà trên 200 độ là họ còn gì nữa? Thì bao nhiêu kinh điển của Phật á là đều nằm dưới lòng cung. Cái cuốn kinh mà hiện giờ mình đang có trên thế gian gọi là Tam Đại Tạng Kinh là một cái nhà khổng lồ tàng kinh khác đó. Chỉ là dễ nhất thôi đó. Còn ở dưới mấy ngày nói những cuốn kinh khủng khiếp, mình đọc mình không có hiểu luôn.